Chào mừng bạn đến với Tu La To, túi lan tỏa tri thức, góp sức thành công. Thật vui khi được tiếp tục đồng hành cùng bạn trên hành trình khám phá tri thức mới. Các độc giả của Tu La To thân mến, các bạn có biết đến hoặc đã từng chơi trò này chưa ạ? Vâng, chắc hẳn trong chúng ta chẳng ai xa lạ với tựa game kinh điển Go Miner, hay còn gọi là đào vàng này. Ra đời từ năm 2004 do một công ty của Phần Lan phát triển, tựa game này nhanh chóng trở thành một trò chơi phổ biến tại Việt Nam. Đến nay, trò chơi này vẫn còn tồn tại, nhưng nhắc tới hai chữ đào vàng, người ta không còn nhắc tới trò chơi này nữa, mà sẽ nhắc tới hoạt động đầu tư Bitcoin. Bitcoin, đồng tiền số đầu tiên trên thế giới, tượng đài trong các loại tiền số, được tạo ra như thế nào? Tương lai phát triển của nó được dự đoán ra sao? Các bạn hãy cùng Tu La To tìm hiểu những điều này trong cuốn sách Digital Gold, rủ nhau lên mạng đào vàng. Thoạt đầu, bạn sẽ nghĩ đây là một cuốn sách về việc khởi nghiệp thông thường hay viết về một thiên tài kiếm tiền nào đó. Thế nhưng cuốn sách này lại là cuốn sách vô cùng hấp dẫn, bao gồm những câu chuyện về một phát minh tập thể đã chạm tới nhiều dòng chảy trong thời đại chúng ta qua con mắt của nhiều nhân vật thực tế, như nhà triệu phú người Argentina, một doanh nhân Trung Quốc, cặp anh em sinh đôi nổi tiếng Tyler và Cameron Quinlevers, hay thậm chí là nhà phát minh bí ẩn của chính Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Chính những con người này, ở những nơi khác nhau, với những động lực thôi thúc khác nhau, họ đã xây dựng nên Bitcoin. Mỗi nhân vật được nhắc đến đều có lý do riêng để theo đuổi ý tưởng mới mẻ này, nhưng toàn bộ cuộc sống của họ đều được định hình bởi những hoài bão, lòng tham, lý tưởng và sự yếu đuối của con người, những yếu tố đã đưa Bitcoin từ một tài liệu vô danh thành một ngành có giá trị hàng tỷ đô la. Tác giả của cuốn sách, Nathaniel Popper, là một nhà báo chuyên phụ trách mục tài chính và công nghệ cho tạp chí The New York Times. Trong sự nghiệp của mình, Digital Gold, rủ nhau lên mạng đào vàng là cuốn sách đầu tiên và duy nhất cho tới thời điểm hiện tại của Popper. Để lấy tư liệu viết sách, thì Popper đã dành đến một năm để phỏng vấn hơn 300 người về chủ đề Bitcoin. Đó là các nhà lập trình, các nhà đầu tư tiền điện tử, nhà đầu tư mạo hiểm, các nhà hoạch định chính sách, đã khiến những câu chuyện ấy trở nên cay cấn, hệt như phim hành động Hollywood, hơn là làm cho nó trở thành một cuốn sách về đầu tư thuần túy. Cuốn sách sẽ đưa người đọc vào hành trình từ buổi bình minh như một tờ giấy trắng của Bitcoin và cái cách mà nó phát triển cho đến ngày hôm nay. Cựu Bộ trưởng Ngân khố Mỹ Larry Summers chia sẻ, Bitcoin có thể là một sản phẩm ngành khoa học máy tính, nhưng nó lại là một câu chuyện rất người. Cuốn sách sử vô cùng lý thú này một lần nữa nhắc cho chúng ta nhớ rằng sự thật đôi khi còn lạ lùng hơn cả tiểu thuyết. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về khởi nguyên của Bitcoin, những điều sẽ được hé lộ thông qua cuốn sách này. Khái niệm về Bitcoin xuất hiện lần đầu trong một danh sách email không mấy người biết đến. Người gửi là một tác giả bí ẩn tự xưng là Satoshi Nakamoto vào năm 2009. Bitcoin có thể trao đổi trực tiếp bằng thiết bị Internet mà không cần qua bất kỳ một tổ chức tài chính trung gian nào. Ngay từ đầu, mạng Bitcoin đã được các tín đồ của mình nhắc đến bằng thứ ngôn ngữ đậm màu sắc lý tưởng vì lời hứa lấy quyền lực từ các ngân hàng, chính phủ chia cho những người sử dụng tiền của Bitcoin. Vậy nên, phần lớn mọi người khi nghe đến Bitcoin đều mường tượng nó nằm ở đâu giữa trò chơi gà ảo và mô hình Ponzi. Một hoạt động đầu tư phi pháp tồn tại dưới cách thức vay tiền của người này để trả nợ cho người khác, chứ không tham gia vào hoạt động kinh doanh thực tế nào. Trong đó, người đi vay cam kết trả lãi cao cho người cho vay. Nhưng Bitcoin đã may mắn ra đời vào thời điểm lý tưởng, sau một cuộc khủng hoảng tài chính đã phơi bày nhiều khiếm khuyết trong hệ thống chính trị và tài chính hiện hành, làm nảy sinh những mong muốn thay thế. Bitcoin lúc này như là một giải pháp công nghệ hỗ trợ cho khát vọng giành quyền lực từ tầng lớp hưởng đặc quyền và trao nó cho các cá nhân, khiến nó trở thành lĩnh vực đầu tiên nơi bạn có thể vừa làm giàu vừa thay đổi thế giới. Vậy tương lai nào cho Bitcoin? Với cơ hội kiếm tiền mà nó mang lại, Bitcoin không chỉ thu hút các nhà cách mạng bất mãn mà ngay cả giới đầu tư và doanh nhân tại thung lũng Silicon cũng kêu gọi tìm cách sử dụng Bitcoin để cải thiện hệ thống thanh toán như PayPal, Visa, Western Union. Điều này đã giành lấy công ăn việc làm của phố Wall. Các nhà phê bình cũng đã cảnh báo về mối nguy hiểm khi hướng tới một thế giới số hóa, vắng bóng cơ quan quyền lực trung ương vì thực tế đã xảy ra những vụ bê bối đánh vào những người dùng Bitcoin. Nhưng không một cuộc khủng hoảng nào có thể làm thui chột được lòng nhiệt tình của những người tin tưởng Bitcoin. Bằng chứng là số lượng tham gia đầu tư vào Bitcoin vẫn tiếp tục tăng qua những bước thăng trầm của nó.
Đối với một số người, thành quả của cuộc chơi này là sự giàu có nhưng cũng có thể là kết thúc của nghèo đói, thậm chí là tù tội. Nhưng dẫu Bitcoin có sụp đổ đi chăng nữa thì nó cũng đã kịp mang lại một số những cuộc thử nghiệm thú vị nhất về cách vận hành của tiền, những người được lợi từ nó và có thể cải tiến nó ra sao. Bitcoin không thể thay đổi đồng đô la trong tương lai gần, nhưng nó đã hé mở cho chúng ta thấy thấp thoáng về một tương lai khả dĩ khi mà chính phủ chắc chắn sẽ đến lúc phải chấm dứt việc in gương mặt của những vị tổng thống quá cố lên những tờ giấy đắt đỏ. Vậy từ cuốn sách này, bạn sẽ học được điều gì về Bitcoin? Tác giả không những mang đến một cuốn sách hấp dẫn về lịch sử của Bitcoin mà còn giải thích các nguyên tắc cơ bản về cách thức hoạt động của loại vàng số này. Ông cũng chia sẻ những ưu điểm và nhược điểm của nó. Vì vậy, nếu bạn có tham gia vào một cuộc trò chuyện liên quan đến Bitcoin thì hãy tự tin lên vì bạn đã đọc cuốn sách này. Và dưới đây là 3 bài học có thể rút ra từ cuốn sách giúp bạn hiểu hơn về Bitcoin. Đầu tiên, sự phức tạp của Bitcoin cũng rất hấp dẫn và hữu ích. Bitcoin được xem là một loại vàng kỹ thuật số tương tự như vàng truyền thống, một loại tiền chung mà mọi người có thể sở hữu và chi tiêu ở bất cứ đâu. Giống như vàng, giá trị của những đồng tiền này phụ thuộc vào mức mà người ta sẵn lòng trả cho nó. Hệ thống mới được thiết lập sao cho Bitcoin sẽ luôn ở tình trạng khan hiếm. Tổng số chỉ có 21 triệu Bitcoin được phát hành và nó rất khó để làm giả. Để có lượng phát hành Bitcoin mới đòi hỏi phải bỏ công sức tính toán rất nhiều. Bitcoin cũng có một số lợi thế rõ ràng so với vàng, ví dụ như không cần phải vận chuyển, chỉ cần một khóa kỹ thuật số, bí mật và một cú nhấp chuột. Tính bảo đảm an ninh của Bitcoin cao hơn vì được bảo vệ bởi các công thức toán học không thể phá giải. Hơn nữa, Bitcoin có quy tắc, quy định, cách thức vận hành của hệ thống vô cùng phức tạp liên quan đến toán cao cấp và mật mã học. Thứ hai, Bitcoin vượt trội so với tiền truyền thống theo nhiều cách. Bitcoin rất thuận tiện trong giao dịch. Bạn có thể gửi tùy ý với số lượng không giới hạn ở bất cứ nơi đâu trên thế giới và bất kỳ thời gian nào mà không ai quản lý được số tiền bạn gửi. Ngoài ra, do không có bên trung gian nào quản lý việc giao dịch Bitcoin nên bạn sẽ không mất chi phí giao dịch. Bạn chỉ phải bỏ ra khoản chi phí xử lý giao dịch rất thấp trên các hệ thống mà thôi. Thứ ba, Bitcoin có tiềm năng nhưng không dễ để sử dụng nó. Trước hết, nếu bạn không có kiến thức về công nghệ và thực sự chú tâm tìm hiểu về nó thì khó có thể sử dụng và giao dịch Bitcoin. Hơn nữa, số lượng người dùng Bitcoin vẫn chưa nhiều, chủ yếu được sử dụng ở những nước phát triển ví dụ như Mỹ, Trung Quốc, và số lượng công ty chấp nhận thanh toán tiền số, cụ thể là Bitcoin, hiện vẫn còn rất hạn chế. Không chỉ vậy, giá Bitcoin cũng thường rất biến động, có thời điểm tăng mạnh nhưng cũng có lúc chạm đáy. Tự chung lại, rủ nhau lên mạng đào vàng chính là cuốn sách phù hợp cho những bạn đọc vừa bắt đầu đầu tư Bitcoin và cần hiểu về cách thức hoạt động và phát triển của nó. Hay những ai đã có kinh nghiệm đầu tư Bitcoin thì cũng sẽ tìm được nhiều điều thú vị trong những câu chuyện mà tác giả đã mang đến. So với lịch sử hình thành của thị trường đầu tư tài chính nói chung thì tiền ảo vẫn là một cái tên mới mẻ và chưa thực sự có được chỗ đứng chính thức. Nhiều nhà đầu tư như Camille không có cơ hội và tài liệu tìm hiểu về nó, và chỉ sau khi đọc cuốn sách này, anh đã thu nạp được nhiều bài học đắt giá mà Popper mang đến. Anh chia sẻ, hầu hết ai khi tham gia thị trường này đều từng nghe về những nhân vật như Satoshi, Gavin, Hall, Rose, Eric, Charlie, v.v. Nhưng sau cuốn sách của Popper, tất cả họ giờ được liên kết trong một mạch truyện có tổ chức và họ trở nên sống động trong tâm trí của anh. Theo một cách nào đó, cuốn sách này đọc giống như một tiểu thuyết, gần giống như những kịch bản của một bộ phim ngắn trên HBO. Nhưng tất cả các sự kiện đều có thật và các nhân vật đều là những con người sống trong thực tế, đôi khi có những cái kết đáng buồn. Rất có thể, ngay cả FBI cũng phải sử dụng đến những dữ liệu về các sự kiện được đề cập trong cuốn sách này để làm bằng chứng, hoặc chính Popper cũng đã dùng đến các tài liệu điều tra từ phía cảnh sát để phục vụ cho việc biên soạn cuốn sách này. Tolato hy vọng cuốn sách này sẽ thực sự bổ ích cho bạn và đem lại nhiều điều tích cực trong cuộc sống. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe review cuốn sách Digital Gold, rủ nhau lên mạng đào vàng từ Tolato. Nếu yêu thích những nội dung chúng mình chia sẻ, hãy nhấn like, subscribe để có thể đón xem những video sớm nhất nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.